Hello mọi người, lại là mình đây, Soyang đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Cái tiêu đề của video thì các bạn cũng đã biết là video ngày hôm nay chúng ta sẽ làm gì rồi đúng không? Mình sẽ thử một ngày, thử các phương pháp làm đẹp nè, chăm sóc da nè, trang điểm nè, mua đồ ăn uống rồi đi spa chuẩn Hàn Quốc để rút ra thử xem là về con gái Hàn Quốc làm đẹp nó như thế nào và có đáng để học hỏi không nhé. Rồi bây giờ thì hãy bắt đầu vào video nào. Bây giờ thì trước khi trang điểm thì mình sẽ đắp mặt nạ. Mà buổi xoáy nó có thời gian để mà đắp mặt nạ này trước khi mà trang điểm để đi làm, đi chơi, đi ăn tiệc gì đó thì nó sẽ giúp da của chúng ta nó được cấp đủ ẩm và cái lớp nào cũng sẽ căng bóng hơn. Đây là một em thanh lanh lặn. Mình cũng không biết là chất liệu là như thế nào, nhưng mà khi các bạn để trong tủ lạnh ấy, thì nó sẽ giữ nhiệt được rất là lâu và giữ nhiệt lên đến 2 tiếng. Và chị nhân viên còn bảo là nếu mà kiên trì dùng cái này ngày nào cũng dùng á, sau khoảng 2 tuần sẽ giúp thu nhỏ lỗ chân lông rõ rệt luôn. Cuối cùng bước không thể thiếu đó chính là khóa ẩm và sau đó là bôi kem chống nắng các bạn nhé. Ok, và sau khi mà hoàn thành bước skincare thì tiếp đến chúng ta sẽ đến phần trang điểm. Một cái xu hướng trang điểm của Hàn Quốc đó chính là khiến cho da của chúng ta sẽ căng bóng. Thứ nhất là nó xinh hơn, nó tự nhiên hơn. Và thứ hai là cung cấp đủ ẩm cho da. Và như vậy thì da của chúng ta sẽ hạn chế được cái việc là lão hóa sớm. Và nói đến cái việc là trang điểm da căng bóng thì một cái sản phẩm cushion mà mình cực kỳ tâm đắc, Suwasu. Cái này thì mình đã đăng story bao nhiêu lần rồi, là một trong những cái sản phẩm cushion mà mình thích nhất trong thời điểm hiện tại. Em này sẽ có cái độ ẩm rất là cao và nó cũng che phủ cũng tốt nữa. Ok, và đã xong phần make up và tiếp đến thì mình sẽ thay đồ. Hôm nay thì mình sẽ đi ăn nè, đi uống cà phê, đặc biệt là sẽ đi spa đúng kiểu Hàn luôn. Và hãy cùng mình bắt đầu nhé. Đó là Bonja Korean taste. Và nè, mực này nó là mực xào cây nhưng mà nó lại không cay quá. Nó vừa ăn ấy, nó sẽ cay cay và hơi ngọt ngọt một chút, rất là vừa ăn. Với lại mực nó cực kỳ tươi, rất là giòn và màu sắc cũng rất là đẹp. Ban chan ở đây rất là chất lượng đấy. Mọi người tới đây có thể gọi đồ ăn vừa ăn thôi, không vì đồ ăn rất là nhiều, đồ ăn cực kỳ nhiều luôn á, và rất là ngon. Nó sẽ có rất là nhiều bò và trứng, trứng người ta đánh tay vào đây luôn. Miếng mọi người, mọi người sẽ nghĩ nó giống như là súp kim chi á, nhưng mà không, cái này nó thơm mùi bò và nó rất là cay. Thực ra thì mình nghĩ là nó sẽ hơi kém, không có hợp của vị người Việt Nam cho lắm. Và lại là phải thích nó sẽ ăn cay cơ. Ở bên trên rất là nhiều dầu, không phải là dầu mà đây là cái mỡ hồ á. Quan điểm tôi thấy ngon. Ngon hả? Bây giờ cái mỡ nó ra cái nước rất là ngon nha, rất là thơm ngọt. Nhưng mà cái cay nó rất là cay á. Nhưng mà bỏ vô miệng thì vô cảm giác nha, nó nhai nhai xong rồi nó, cái sự cay của nó hầm ra ngoài á. Có miếng ở trong đây. Và hiện tại thì mình đang ở Jackson Beauty, là một viện trị liệu chăm sóc sức khỏe và làm đẹp rất rất là nổi tiếng ở Hàn Quốc. Và cái thương hiệu này thì đã có hơn 40 năm lịch sử rồi, rất là nổi tiếng với một phương pháp có tên là Goki. Cái này thì mình xem ở trên kênh của chị Sally với lại chị Hương á, đã review rồi và mình cũng muốn thử một lần. Hôm nay thì làm đẹp chỉnh hàng mà, cho nên là tới thử một cái thương hiệu nổi tiếng ở Hàn Quốc xem sao nhé, đi nào. Đúng là spa đẳng cấp quốc tế có khác. Khi mà mình vào đây thì chị nhân viên đã tư vấn cực kỳ nhiệt tình, hỏi mình kỹ càng về cái tình trạng cơ thể của mình cũng như là các bệnh lý để mà có thể đưa ra phương án điều trị phù hợp nhất. Thì bên em là viện trị liệu chăm sóc sức khỏe Jackson đến từ Hàn Quốc và đang có mặt trên 8 quốc gia, có hơn 130 viện trị liệu. Hiện tại thì về Việt Nam vào năm 2017 và mở được 11 chi nhánh ở Việt Nam. Cũng muốn giới thiệu tới chị Giang về cái biện pháp chính bên em được gọi là biện pháp Gonki. Thì Gonki tiếng Hàn có nghĩa là xương, tức là chỉ sử dụng đôi bàn tay thôi, tác động vào da này, cơ, xương và hệ bạch huyết của mình. Thì khi tác động vào cái hệ bạch huyết giúp cơ thể mình đào thải độc tố từ trong cơ thể ra này, ngoài ra giúp da mình sáng và hồng hào hơn, tăng cường đề kháng hơn. Thì cũng như khi tác động vào cơ, xương giúp mình giải tỏa cơ này, tăng canxi cho xương và tạo máu mới. Ngoài ra còn có thể giúp xương mình dịch chuyển về cái vị trí đúng đó chị. Thì em thấy chị Giang mình có quen hay mà mắt xíu chung như thế này,
thì hiện tại mình hạn chế, bình thường chỉ có hai bát cháo chưng nhiều. Có. Dạ, thì mình hạn chế cái việc bát cháo chưng lại, tại bình thường nếu mà bát cháo chưng lâu ngày quá sẽ gây ảnh hưởng tới cái phần xương chậu của mình rất là nhiều luôn. Thì xương chậu là cái phần quan trọng nhất luôn, thì nó là một cái bệ đỡ của phần trên lẫn phần dưới. Thì khi mà lâu ngày chị ngồi bắt kéo chân sang một bên nhiều quá thì phần xương chậu của mình nó sẽ bị lệch sang một hướng như thế này, và lâu ngày nó sẽ kéo qua phần lưng này, vai của mình cũng bị lệch theo luôn và lưng mình nó không được thẳng nữa. Thì mình đau vai như vậy đâu thì cơ khớp mình nó đang bị bó cứng lại khiến cho máu huyết mình nó không có được lưu thông tốt, xương có thể dịch chuyển được nhờ vào cái khớp cơ này. Thì cô sẽ tác động vào cái phần khớp cơ đó giúp xương mình dịch chuyển về cái vị trí đúng. Bây giờ mình đang đi đo chỉ số cơ thể để nhận được tư vấn. Sau đó thì mình được làm gói Premium Gold Key Loyal. Khi làm gói này thì chúng ta sẽ phải thay một bộ đồ như thế này để thoải mái. Sau khi nằm trên giường thì các chuyên gia thẩm mỹ của Jackson Beauty sẽ massage và tác động sâu vào phần nội quan như là lưng, ngực, bụng, cổ vai gáy, xương chậu cùng với khuôn mặt để đẩy xương về đúng vị trí giúp cân bằng và mang lại gương mặt của chúng ta cân đối hài hòa hơn. Đặc biệt cái phần gôn kia gương mặt sẽ do chính cô viện trưởng làm cho chúng ta luôn đấy. Và nếu các bạn có tới đây để làm thì mình cũng khuyên các bạn nên sử dụng cái gói Premium Gold Key Loyal này, sẽ được chăm sóc từ đầu tới chân luôn. Và sau hơn 100 phút trị liệu thì bây giờ mình đã xong rồi. Mỗi người sau khi trị liệu xong sẽ được uống trà sâm và ăn trứng nóng như thế này. Thật là thư giãn đúng không nào? Rồi, hiện tại thì tụi mình đang lên một quán cà phê có tên là Luya, nằm trên đường Hai Bà Trưng. Hai ly latte. Tại vì thực ra thì quay phim muốn uống cà phê sữa cơ, nhưng mà ở đây thì chỉ có cà phê kiểu ý thôi. Mình đã kêu hai cái latte. Đây là một cái bánh. Trời ơi, tên nó là Victoria. Nhìn ngon ha. Kiểu bên trên là mứt dâu ấy, với lại creamy cheese. Và bên này là một cái bánh rất là hay, nhìn rất là hay. Bánh Oreo cookie, mà cũng là cookie không, nhìn nó rất là xinh lắm. Nhưng ở đây thì khá là yên tĩnh, là mọi người có thể đi cũng khá là yên lặng ấy. Cũng nhỏ nhỏ là đèn vàng. Cái này thì chụp ảnh đâu xinh luôn. Rồi, và hiện tại thì mình đang ở quán cà phê mà lần đầu mình tới luôn á mọi người. Nó là một quán cà phê theo style Hàn rất là xinh, mọi người thấy không, không gian rất là xinh, cực kỳ xinh luôn. Và ở đây thì người ta cũng bày khá là ít bàn, cho nên là không có bị tình trạng là quá tải và đông người. Đặc biệt ở đây thiết kế khá là hay. Thực ra nguyên một cái khuôn viên này luôn á là cái của quán cà phê này, cho nên là chúng ta có thể chụp ảnh tự do ở đây, nhưng mà miễn sao là đừng làm ồn quá. Và ở dưới kia sẽ là không gian của bếp, quầy bar, và trên này sẽ là cái chỗ ngồi của chúng ta. Ở đây thì mình thấy là đồ uống và bánh thì ok. Mình kêu latte thì cũng không có gì đặc biệt lắm, nhưng mà bánh ở đây thì được bày biện rất là xinh. Trên một cái quầy bar bày sẵn bánh như vậy, mình cứ bị tưởng là ở đây đang có một bữa tiệc buffet gì đó, mình có vào lộn không ấy. Nhưng mà không, mọi người có thể gọi bánh, và bánh này sẽ được làm theo ngày. Sẽ vẫn có các loại bánh mà thường xuyên có như là truffle. Ừ, thì sẽ được bán thường xuyên, nhưng mà vẫn có những loại bánh theo ngày mà chủ ở đây sẽ làm. Ở đây mà mọi người tới để mà quay hoặc là chụp những cái set mà kiểu cổ điển vintage, hay là ở dưới kia theo style kiểu mùa thu á, rất là đẹp. Kiểu cảm giác rất là Hàn Quốc ấy. Nằm ở số 180C Hai Bà Trưng, ở bên trong một cái hẻm á, bên trong một cái hẻm 180 thì phải. Mọi người tới đây. Lúc nãy trong cái lúc mà làm các liệu truyền spa ấy, thì mình không thể quay cho mọi người nhiều, tại vì khá là phê. Và thứ hai là cũng khá là đau, cho nên là không có quay được nhiều. Cho nên giờ mới ngồi chia sẻ các bạn, tại vì thực sự thì cái phương pháp spa này nó cũng khá là mới, cho nên mình nghĩ là nhiều bạn cũng sẽ chưa biết. Nhưng mà những bạn nào mà đang có cái khuôn mặt mà gặp những cái vấn đề như là xương quai hàm bành rộng nè, gò má không cân đối nè, hoặc là như mình nó cái phần trán cũng không có tự tin lắm đó, thì các bạn có thể tham khảo
khảo cái phương pháp mà Golgi làm cân đối mạch này. Cái liệu pháp này từ cực kỳ nổi tiếng ở Hàn Quốc, không dao kéo, không xâm lấn và hoàn toàn là dùng lực tay của người nhân viên để mà tác động lên mặt của chúng ta. Cái liệu pháp bình thường á, thì sẽ có nhân viên thực hiện, nhưng mà đến cái liệu pháp Golgi á, là sẽ trực tiếp là cô viện trưởng làm. Cái lúc mà chị nhân viên nói là sẽ có cô viện trưởng, mình cứ nghĩ là một hình ảnh hiện lên trong đầu mình là một cô viện trưởng lớn tuổi, tóc bài hoa râm này kia, hiện tượng giống như trong phim Hàn Quốc đó mọi người. Nhưng mà không, trời ơi, rất trẻ, cực kỳ trẻ, mình cứ tưởng là một nhân viên khác luôn á. Rất trẻ, rất đẹp, rồi ngón tay thon dài như bút măng vậy á. Trời ơi, cái ngón tay xinh đẹp trắng trẻ như bút măng vậy, huyết sao rất ấn vào mặt rồi, đau. Đau lắm. Cái liệu pháp này á, thì lúc mà cô viện trưởng làm á, thì sẽ giúp các bạn có thể cân đối lại gương mặt của mình và sẽ không mất cái thời gian phải nghỉ dưỡng quá lâu như là cái việc mà các bạn phẫu thuật thẩm mỹ. Golgi thì trong tiếng Hàn có nghĩa là xương. Các kỹ thuật viên sẽ sử dụng hoàn toàn lực tay tác động vào da, cơ và xương hệ bạch huyết của chúng ta để mà làm giảm các bó cơ bị co cứng, giãn mềm và nâng cơ, khiến cho gương mặt của chúng ta thon gọn hơn, dịch chuyển các vùng xương mạch và cơ có thể bị lệch ra do thói quen sinh hoạt để mà có thể về đúng vị trí cho khuôn mặt cân đối, đồng thời tác động vào hệ bạch huyết để đào thải các độc tố trong cơ thể. Mặt của chúng ta thì sẽ bớt bị sưng và phù hơn. Đặc biệt liệu trình này còn rất là tốt cho sức khỏe, kích thích lưu thông tuần hoàn máu huyết, đào thải các loại độc tố và tăng cường sức đề kháng cho cơ thể của chúng ta. Và mặc dù cái lúc mà làm á, nó không đau là không phải nha, đau nhưng mà đau xong rất là nhanh thôi, tại vì mỗi vị trí đều làm rất là dứt khoát, làm xong cái là vào liền luôn. Và sẽ cho các bạn là sờ thử mặt của chúng ta trước và sau khi thì trời, cảm giác được là da của mình nữa căng bóng hơn nè, và cơ xương cảm giác là hai cái phần này nó hơi cân đối nhẹ, chứ lúc trước thì mặt mình sẽ bị lệch. Bên này là cái vùng to hơn này, tại vì mình thường xuyên nhai ở bên này, và bên này thì nó sẽ nhỏ hơn một chút. Lúc đầu thì mình cứ nghĩ là làm tác động đến xương thì nó sẽ phải có những cái cảnh như là kêu rắc rắc rồi vào khớp như trong phim trưởng, nhưng mà không, không hề luôn, không hề cảm giác được là cái sự tác động đến xương nha. Nhưng mà khi mà sờ thử những cái vùng như là xương chậu hay là xương hông này kia ấy, thì nó cân đối lại thật. Gương mặt thì cũng có sự thay đổi, tuy nhiên thì cái phương pháp này á phải từ 10 đến 20 buổi thì mới gọi là hoàn thiện. Cho nên là mới một buổi á, thì cũng chỉ biết là nó có tác dụng thôi, nhìn nó thấy được khác biệt thôi, nhưng mà nó được vi lai thì vẫn chưa thể thấy được. Và đúng thật, đây là một cái brand rất là nổi tiếng của Hàn Quốc, và người ta làm cái dịch vụ chăm sóc khách hàng rất là tốt. Từ khi bước vào cửa là nhân viên đã chăm sóc tận tình, niềm nở tươi cười và nói năng rất là nhỏ nhẹ, bưng nước bưng ơ đồ rồi nói chuyện thăm khám, nói rất là kỹ và tư vấn rất là nhiệt tình. Đến bây giờ nè, cái chân mình rất là cuồng chân luôn, nhưng mình không dám bắt chéo chân, tại vì bắt chéo chân là một cái thói quen cực kỳ xấu, nó khiến cho cái xương chậu của chúng ta bị lệch, xong rồi xương sống bị lệch và khiến cho mặt của chúng ta bị lệch luôn đó mọi người. Trời ơi, cho nên giờ rất là cuồng chân này, chân mình chỉ dám là bắt chéo hai cái bàn chân thôi, chứ không dám là bắt chéo chân lên nữa, sợ. Và phải nói thiệt, đây là một cái liệu trình mình nghĩ là hoàn hảo để mà cải thiện đồng thời cả vẻ đẹp bên ngoài của chúng ta lẫn sức khỏe của bên trong ấy. Dù mới chỉ trải nghiệm một buổi đầu tiên thôi, nhưng mà mình cảm nhận được là da dẻ mình cũng sáng mịn hơn và người ngợm thì cũng bớt đau mỏi đi hơn nhiều. Và cái việc các bạn thực hiện cái liệu trình này cũng sẽ giúp tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ hệ miễn dịch. Và mình nghĩ là với cái sự phê này thì mình có thể là mình sẽ quay lại Jackson Beauty để đăng ký cả gói liệu trình Premium Golgi Loyal này. Đấy, và không chỉ là được chăm sóc về phần nắn xương mà chúng ta còn sẽ được chăm sóc cả về cái làn da của mình luôn. Trước khi mà làm cái phần gương mặt ấy thì chúng ta sẽ được tẩy trang này, rồi được đắp dưỡng chất. Sau khi mà chúng ta thực hiện Golgi xong á thì sẽ được các bạn nhân viên đắp mặt nạ này, xong rồi dưỡng da, nói chung là cẩn thận lắm. Không chỉ đẹp ở bên trong mà nó còn đẹp ở bên ngoài nữa, rạng rỡ hẳn luôn á. Và sau khi mà làm xong á thì chúng ta sẽ được ăn trứng và uống trà sâm giống như là một cái tiệm xông hơi của Hàn Quốc vậy á. Cảm giác rất là Hàn Quốc ở cái chỗ này. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi một ngày thử các phương pháp làm đẹp của người Hàn. Nếu các bạn thấy video này hay thì đừng quên like, share cũng như là subscribe cho Giang này nhé. Rồi, bye bye, hẹn gặp lại. Bye bye.